Trong lịch sử truyền thừa vĩ đại của Phật giáo Nguyên Thủy ra khỏi Ấn Độ, ít ai biết đến nơi mà bắt đầu cho công cuộc hoằng pháp độ sanh được xuất phát từ thung lũng Vedisa, thánh địa Sanchi. Sanchi là một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ, cách Bhopal 46 km về phía đông bắc và cách Besnaga 10 km, và Vidisha nằm ở trung tâm bang Madhya Pradesh. Đây là địa điểm có nhiều kiến trúc Phật giáo có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 12. Đại Bảo Tháp ở Sanchi được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, dưới thời trị vì của vua đại đế Asoka. Hạt nhân của nó là một cấu trúc vòm bằng gạch đá được xây dựng theo kiểu mẫu vũ trụ Phật giáo. Xuyên qua tâm vòng tròn là một cột trụ vươn lên qua đỉnh vòm, tượng trưng cho cột đỡ vũ trụ. Trên cùng của nó là ba đĩa tròn bằng đá, biểu thị cho tam bảo. Sanchi được biết đến rộng rãi vào năm 1818, sau một quá trình bị lãng quên chừng khoảng 600 năm. Trước kia, nơi đây chỉ là một cánh rừng hoang dã. Thánh địa phát hiện nhờ vào công sức của các nhà khảo cổ sau ngày đất nước Ấn Độ giành lại độc lập. Dần dần, những đồi cỏ hoang được dọn dẹp sạch sẽ, khoảng trên 50 di tích được phát hiện, hé lộ ra nhiều điều kỳ bí về kiến trúc nghệ thuật Phật giáo đáng chú ý vào bậc nhất của Ấn Độ. Nhà khảo cổ học Alexander Cunningham là người đi tiên phong trong công việc khảo sát về khảo cổ học của Ấn Độ, đã có mô tả rất chi tiết về di tích Sanchi trong báo cáo của mình. Các nhà khảo cổ nổi tiếng như Johnson, Cunningham, đội trưởng Massey và ông John Marshall cũng đã thực hiện nhiều công việc khai quật và bảo tồn thánh địa từ năm 1822 đến năm 1919. Ông John Marshall đã thành lập một bảo tàng khảo cổ nằm tại chân đồi Sanchi, lần lối đi chính. Ông cũng đã tiến hành nhiều phân loại những di tích và sắp xếp nó trình tự qua từng thời kỳ. Và liên tục từ đó cho đến năm 1851 á, đến khi mà tướng Cunningham đến đây đó, thì không có ai gìn giữ nơi này hết. Mà lúc bây giờ những cái người mà họ đi đào mộ cũng như là họ đi tìm vàng, tìm của cải đó, họ cứ đây họ đào bới đi. Và họ nghe nói có một cái ngôi đền cổ còn nguyên vẹn như vậy. Và do vậy khi mà tướng Alexander Cunningham đến đây đó thì hư hại rất nhiều. Đó là năm 1851. Thì bằng cái kinh nghiệm của nhà khảo cổ đó, tướng Cunningham hiểu rằng ba cái ngôi tháp này đó nó có một cái giá trị đặc biệt. Thì cái tháp số 1 đó, người ta đào một cái thông đạo đi vào giữa không tìm thấy cái gì hết. Và tướng Cunningham đó nghi ngờ là có tất cả là 5 ngôi tháp. Và cái ngôi tháp lớn thứ hai ở bên đây á, đúng ra cái ngôi tháp đó là thứ ba. Trong bản vẽ tướng Cunningham á, chúng ta đi xuống đây có cái ba tháp á, là tháp thứ hai. Thì tháp thứ hai dưới này và tháp thứ ba dưới này đó, ở trong đó có cái hố đựng di cốt. Dạ, đựng di cốt. Và trong đó cái tháp mà chúng ta đang có ở đây, chỗ tay chúng tôi đó, tháp chỗ đó đó, thì ở trong đó có hai cái hố bằng đá. Và trong đó có một bên ghi là đây là xá lợi của tôn giả Xá Lợi Phất, đây là tôn giả Xá Lợi Mục Kiền Liên. Và sau khi người ta tìm thấy cái này đó thì họ đem về với Anh Quốc, là họ làm một cái bản công bố và họ đã bán lại cái phần xá lợi này cho một cái tổ chức gọi là Asiatic Royal Museum, là viện bảo tàng hoàng gia Á Châu của Anh Quốc và nằm trong cái British Museum. Thưa quý vị, một cái đặc điểm mà những xá lợi mà khai quật ở những tháp này đó là, thứ nhất đó là những xá lợi đó được tìm ở trong những tháp cổ, và trong những cái thố đựng xá lợi đó là có ghi rõ là xá lợi của vị nào. Và đồng thời những xá lợi này đã được đem ra để kiểm nghiệm, không phải bởi những người Phật tử
mà bởi những người theo Thiên Chúa giáo. Bảo tháp được vây quanh bởi một hàng rào đá và có bốn cổng đá ở bốn phương chính. Mỗi cổng có ba xà ngang. Các hình cây bồ đề, hoa sen, bảo tháp, pháp luân được chạm khắc tỉ mỉ ở các xà ngang này. Các trụ vuông được khắc những hình minh họa về cuộc đời của Đức Phật, các bản kinh bằng tiếng Magatha, những câu chuyện về tiền kiếp của Đức Phật. Tuy trong Tam Tạng Kinh Nikaya chưa hề nhắc đến Đức Phật đã từng đến Sanchi này, nhưng nơi đây lại là sự khơi nguồn cho một dòng truyền thừa quan trọng sau 200 năm Phật nhập diệt. Đồi Sanchi nằm trên một thung lũng Vedisa cực đẹp và lãng mạn. Nơi đây là quê hương của Hoàng hậu Devi, vợ của vua Asoka, A Dục Vương. Vua Asoka lấy Hoàng hậu Devi khi ngài còn là phó vương của xứ Uchan. Bà là một người mến mộ đạo Phật và là người hậu duệ của dòng họ Thích Ca, di trú qua thung lũng Vedisa sau khi trốn chạy khỏi sự tàn sát ở kinh thành Kapilavastu Kati La Vệ bởi tay vua Vidupada Luli. Bà đã ở lại Vedisa thay vì theo vua Asoka về kinh đô Pataliputta Hoa Thị Thành. Cùng với sự mộ đạo và xây dựng nhiều công trình tưởng niệm tại Vedisa bởi vua Asoka và vợ của mình, sự ly kỳ ở đây là vua Asoka và bà Devi không hẹn mà gặp đều là dòng dõi của bộ tộc Thích Ca. Bà và vua đã có hai người con, là một trai, một gái, là hoàng tử Mahinda và công chúa Sangamita. Đến năm thứ 8 sau khi đăng quang, vua Asoka đã quay về thung lũng Vedisa này để thăm hoàng hậu Devi, cùng đem theo những hộp xá lợi của Đức Phật và hai vị thánh tăng Sariputta xá lợi Phất và Mukkalana một kiền liên để xây tháp trên ngọn đồi Sanchi như là một ân huệ đặc biệt dành cho người vợ của mình. Ngôi tháp Sanchi được xây dựng kỳ công nhất trong tất cả các bảo tháp xá lợi. Nhà vua đã tâm tình với vợ mình là ông đã trở thành một Phật tử. Bà Devi rất vui mừng và bà quyết định ở lại để giữ gìn thánh tích tại quê hương này. Bà đã phát tâm xuất gia thành tỳ khu ni. Sau cuộc kết tập kinh điển lần thứ 3 do ngài Mukkaliputta Tissa, một kiền liên tử đế tu, dưới sự bảo trợ của vua Asoka, ngài đã gợi ý vua Asoka cho hai người con của mình là hoàng tử Mahinda và công chúa Sangamita xuất gia vào tăng đoàn. Có lẽ ngài đã đoán được hai vị thánh tăng này sẽ mở rộng chánh pháp tại Tích Lan, Sri Lanka sau này. Và thế là vị vua Asoka đã quay trở lại Sanchi gặp bà Devi, vợ của vua Asoka. Vua Asoka đã quay về Sanchi một lần nữa sau 18 năm đăng quang để sinh vợ cho hai đứa con theo ngài Tissa, và bà cũng đã vui vẻ đồng ý. Sau khi ngài Mukkaliputta Tissa phát triển chính phái đoàn truyền giáo sang các nước lân cận, sau này phái đoàn thứ 9 do vị thánh tăng Mahinda và Sangamita trước khi sang Sri Lanka, hai vị đã về Sanchi lần cuối cùng để thăm mẹ trước khi mở rộng công cuộc hoằng pháp ra ngoại quốc. Nhờ có được vị vua Phật tử Asoka đang nắm quyền thống trị gần hết những xứ sở của Ấn Độ bấy giờ làm người bảo trợ chính, thời gian đã chín mùi để tiến hành các việc mở rộng Phật pháp. Với tinh thần đó, ngài Mukkaliputta Tissa, một vị trưởng lão lỗi lạc đứng đầu trong trường phái Thượng Tọa Bộ Theravada, đã quyết định biệt phái những vị A-la-hán đáng kính đi truyền bá giáo pháp của Đức Phật ở khắp Ấn Độ và mở rộng ra nước ngoài. Mỗi nhóm được dẫn đầu bởi một vị trưởng lão, gồm có 5 vị tỳ khưu, mục tiêu là phát triển thêm số người được thọ giới vào tăng đoàn ở những vùng xa xôi. Tên của những bậc trưởng lão và chính nơi họ được cử đến đã được ghi chép lại trong quyển Đại Phật Sử ở Tích Lan Mahavansa. Những bằng chứng khảo cổ đã xác minh được tính chất lịch sử của những giáo đoàn mang sứ mạng truyền giáo này. Trong bảo tháp Stupa số 2 ở Sanchi, gần Phoban, người ta đã tìm thấy được hai hộp đựng những thánh tích từ thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ hai trước công nguyên.
có khắc tên của nhiều vị tỳ kheo và trưởng lão truyền giáo. Nhờ vào những nỗ lực này, những lời dạy của Đức Phật được truyền rộng ra theo bốn hướng khác nhau sau kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba này. Suốt cuộc đời của bà Hoàng hậu Devi chỉ có hai chữ là hy sinh. Bà xuất phát từ gia đình danh gia thế tộc tại vùng đất này, đẹp đẽ và kiều diễm. Bà đã là một đời hy sinh cho chồng, và từ lúc vua Asoka còn là hoàng tử cho đến khi vua xây tháp Sanchi, bà đã ở lại để gìn giữ cùng chồng những thánh tích, và cuối cùng đã hy sinh hai người con xuất gia và ra đi mãi mãi vì công cuộc hoằng pháp.